Bạn có lớn lên mà nghe bố mẹ suốt ngày nhắc nhở mình phải ngủ trưa không? Ngủ trưa hay siesta là một thói quen hay tập quán của nhiều quốc gia trên thế giới. Lý do ngủ trưa thì còn tùy thuộc vào văn hóa của từng nơi. Có nơi thì để tránh ánh nắng gay gắt giữa trưa, còn có nơi thì để người lao động về nhà nghỉ ngơi buổi chiều làm việc tiếp. Và nhiều quốc gia khác như Anh, Đức hay Canada thì lại rất ít ngủ trưa. Và nói chung thì người Mỹ cũng ít người ngủ trưa. Nhưng gần đây ngày càng nhiều người trên thế giới ngủ trưa hơn vì xuất hiện những nghiên cứu về giấc ngủ ngắn từ 10 đến 20 phút có thể giúp tăng hiệu suất làm việc của cả ngày. Những người học tập thì được hưởng lợi nhất vì trong quá trình ngủ ngắn, bộ não phát lại những kiến thức đã học với một tốc độ nhanh hơn, giúp não ghi nhớ kiến thức đã học trong khi ngủ, cải thiện tâm trạng và năng lượng. Nhưng ngược lại, giấc ngủ kéo dài quá 20 phút thì sẽ khiến cơ thể mệt mỏi, choáng do đã bước vào giai đoạn ngủ sâu. Vì vậy, để tối ưu hóa, hãy ngủ ngắn từ 10 đến 20 phút bất cứ khi nào cơ thể cần, hay các bạn học sinh khi mới học xong. Lần sau các bạn học sinh khi thấy ai đang ngủ thì có thể chỉ là họ đang ôn lại kiến thức thôi.